Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Các bạn thân mến, tiếp theo trong cái chương trình video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn là cái bảng xem lịch tốt xấu trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Đây là một tháng đủ. Đây, chúng ta xem ở trong này cũng như các cái video trước về cái việc mà tôi giới thiệu các cái bảng lịch ngày tốt xấu trong 12 tháng. Đây là tháng 12 thì cũng tương tự như thế. Đây là lịch âm, bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30. Còn bên này là lịch dương, tương ứng với cái lịch âm, bên này là lịch dương và thứ ngày. Rồi ngày đó là ngày Tân Dậu này, rồi sao này, lục nhâm này, vận xấu khác, rồi tốt xấu là ở bên này. Thì các cái màu đỏ đây là ngày tốt, tôi đã đánh dấu ở đây rồi. Đây, trong đấy thì có cái ngày như ngày mùng 5 này, ngày mùng 9 là ngày tốt này. Rồi ngày 14, 15 là ngày tốt này. Ngày 17 là ngày tốt này. Rồi ngày 29 là ngày tốt. Thế thì trong cái tháng này là có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày tốt. Còn đâu là ngày bình thường và ngày xấu. Thì trong đấy có 6 ngày tam nương. Là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27. Đấy là ngày tam nương, là ngày xấu. Và trong tháng này thì có ngày mùng 8 là ngày sát chủ. Ngày 20 là ngày sát chủ. Một số ngày bình thường không tốt không xấu, tuy nhiên là một số ngày ví dụ như ngày 23 là kỵ xây cất mùa mã, ngày 26 là kỵ kết hôn. Thì ngoài ra thì một số các ngày tốt ngày xấu ở trong này đã thể hiện rất là rõ ràng trong cái bảng này rồi, thì quý vị hãy xem thật kỹ và xem là tuổi mình là tuổi gì, để hợp với cái ngày nào để chúng ta chọn cái ngày nó được đúng hơn và nó thuận tiện cho cái việc mà chúng ta làm ăn. Đây, tôi quay rất từ từ, mọi người có thể là theo dõi. Nếu mà không kịp thì chúng ta có thể là quay lại cái video để chúng ta xem cho nó được kỹ hơn nha. Các cái ngày xấu, ngày tốt ở đây. Các ngày mực đỏ đây là ngày tốt. Tôi đã đánh dấu kỹ ở đây rồi. Trong tháng có mấy ngày tốt ở đó thì chúng ta lựa chọn xem là những ngày tốt nào hợp với cái mệnh của mình. Và cũng rất mong rằng với cái thông tin chia sẻ của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị được một cái bộ tài liệu thật tốt để chúng ta lấy đó làm cái cơ sở để lựa chọn ngày tốt, giờ tốt. Và chúc quý vị là sẽ lựa chọn được ngày tốt cho bản thân của mình trong tháng 12 âm lịch, làm ăn ngày càng phát đạt và tấn tới hơn. Và đây cũng là cái tháng cuối của cái năm 2020. Xin chúc quý anh chị và các bạn sẽ đón một cái năm mới 2021 là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.